Chào các bác, hôm nay em đi gài bẫy và tiện giới thiệu luôn tới các bác mấy cái mẫu bẫy mà các bác thợ săn nhà mình đang dùng nhiều nhất. Thì như các bác đang nhìn đây là 5 cái mẫu cạm. Trước tiên là cái mẫu cạm 9cm, một cái mẫu cạm mà được các bác đánh chuột rất là ưa chuộng. Các bác nhìn đây, cái mẫu cạm 9cm này, cực dày và đẹp nhá. Thì các bác chọn này, các bác chọn làm sao được cái cạm nó dày chắc chắn như này thì các bác sử dụng nó sẽ được lâu. Đấy, đây mẫu 9cm này. Và cũng nói với các bác là riêng cái mẫu 9cm nó có đĩa. Đấy, còn cỡ từ cỡ 12 nó không có đĩa nhá. Các bác về tự chế bàn đĩa. Đấy, mẫu 9cm rất chi là dày dặn và đẹp. Tiếp theo là cái mẫu cạm 12. Mẫu cạm 12 thì dành cho các bác đánh chồn đánh sóc rồi. Một cái mẫu cạm 12 mà chắc chắn vô cùng luôn. Chưa bao giờ để có cái mẫu cạm 12 về đẹp như thế này. Đây các bác này. Mẫu 12 là 12cm các bác nhé. Các bác sẽ đo cái chiều này. Nó là 12cm. Đấy, và bàn đĩa thì em đã chế đây rồi. Chế bàn đĩa 12 nhé. Tiếp theo là cái mẫu cạm 14. Mẫu cạm 14 này thì dành cho các bác đi đánh chồn, đánh cáo, đánh sóc, đánh mèo rừng. Một cái mẫu cạm mà đang được các bác ưa chuộng nhất. Đây là mẫu cạm 14 này. Các bác nhìn này. Cạm 14 nó phải dày đẹp chuẩn như này nhá. Đấy các bác thấy sao? Đường móc chốt của nó đây. Đấy, những cái móc của nó cực chắc chắn nhá. Và đây là cái đường, cái chỗ này luồn dây này. Đấy, dây này là dây cáp nhá. Nếu mà các bác chơi quen thì chắc bác nào cũng biết. Đây nhá. Đây là cái sợi dây cáp này của cái mẫu cạm 14. Và em nói luôn nhá, những cái cạm này thì nó không chơi đi cùng dây như thế này đâu. Đấy, khi các bác mua cạm nó chỉ có cạm và một chiếc lẫy theo như thế này thôi. Một chiếc lẫy đây. Chiếc lẫy của cái cạm 14 đây. Đấy, đây là em chế hết rồi nhá. À, và tiếp theo là cái mẫu cạm 16. Mẫu 16 này thì dành cho các bác đánh con to, đánh lợn rừng, đấy, đánh hươu, đánh nai, đánh hoãng. Mẫu cạm 16 nhá. Và mẫu cạm 20. 20 thì thực tế của nó ra là 19cm. 19cm đây. Dành cho các bác đánh lợn rừng này, đánh hươu, đánh nai này. Mẫu cạm cỡ to. Đã được em sơ chế bàn đĩa hết rồi đây ạ. Còn đây là mẫu 16 nhá. Hãng rất là đẹp các bác nhìn này. Chưa lần nào em về cái đồ cạm dày đẹp chắc chắn như thế này. Đấy. Thì bên cơ sở em là bên cơ sở chuyên cung cấp tất cả những cái dụng cụ cạm đĩa, dụng cụ đi rừng. Các bác quan tâm thì đừng quên ấn vào đăng ký để ủng hộ em. Ấn 2 lần vào chuông. Đấy. Đây là những cái số mẫu cạm đang được bán chạy nhất tại shop em. Các bác dùng phổ thông nhiều nhất. Thì đi rừng không thể thiếu thuổng nhá. Các bác có thể kết hợp luôn với một chiếc thuổng. Rất là rẻ, 100 nghìn trên một chiếc. Các bác có thể mua chung vào mấy cạm đi đào thực sự là rất ok luôn. Thích lắm, đây em cũng thử luôn đây này. Để các bác nhìn này. Đấy, và hôm nay em đặt cạm ở cái lối này nhá. Cái lối này thì em thấy nó là có cái lối mòn mòn để em đặt luôn vào đây đây. Tiện chia sẻ luôn với các bác cái cách đặt cạm bẫy. Đây các bác nhá, với cái thuổng này nhá. Vô cùng là tiện. Các bác có thể đem đi rừng, đào măng, đào hang, đánh thú luôn. Đấy, rất cần. Em Dương thử cái mẫu cạm 12 này nhá. 12, 14, nói chung là mẫu nào cũng rất chi là dễ. Đối với các bác đã dùng cạm rồi. Đây này. Hôm nay thì em chưa làm cái khóa. Đầu tiên thì các bác sẽ dẫm xuống như thế này. Này nhá. Đây. Đây là cái bàn đĩa này. Bàn đĩa thì gài rất chi là dễ. Bác có thể kênh đi. Đây như các bác này, dễ lắm, ai cũng có thể làm được luôn. Nhưng mà các bác, nếu mà các bác mới dùng thì các bác phải cẩn thận nhé. Bởi vì nó cũng rất chi là nguy hiểm đấy, không phải là đơn giản đâu. Đây nhá, đấy, như thế này thì các bác có thể chỉnh lại nhá. Chứ như thế này thì nó chưa cân đối, các bác có thể chỉnh lại. Đấy, như thế này là ok rồi này các bác này. Như này các bác luồn cái dây vào buộc vào khi đi đánh thú là được rồi. Con nào mà xéo vào phát là đứt luôn. Đây nha các bác nhé. Hôm nào sẽ chia sẻ với các bác cái cách mà làm kênh cạm để cho nó không đứt, không sát thương con thú nhiều đấy. Đây đây, các bác sẽ đặt vào đây. Đấy, và sẽ ngụy trang nhé. Ngụy trang thì các bác có thể ngụy trang bằng lá cây, bằng đất. Nhưng mà nếu như bây giờ đất nó đang mưa và lặn thì các bác có thể ngụy trang bằng lá cây cho nó an toàn. Bởi vì nếu như mà ngụy trang bằng đất nó, các bác nhìn này, vừa mưa nó sẽ ẩm, nó sẽ lặn. Rất
chi là đơn giản. Các bác thấy sao? Đã không còn dấu vết nữa rồi nhá. Đấy, đường này đường lối của con thú đi qua đây. Các bác thấy không ạ? Đã rất chi ok rồi, em sẽ thử luôn cho nó sập luôn nhá. Thử luôn. Em sẽ thử luôn cái que này nhá. Các bác nhìn này. Cái này thì cái độ ôi, các bác thấy sao? Em chưa nghĩ là nó sập nhanh như thế. Vô cùng là hiệu quả nha các bác nhá. Thế còn đây là cái cỡ 12 này. Thì các bác nhìn nhá, khi con thú mà đã bước chân vào nó sẽ sập như thế này. Không bao giờ thoát ra được nữa. Đây là mẫu cạm 12 nha các bác nhá. Đấy, các bác mà cần thì liên hệ tới bên em nhá. Qua đầu số điện thoại là 0865692498. Số điện thoại chính của em có cả Zalo. Các bác có thể kết bạn để tham khảo tất cả những cái sản phẩm của bên em. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau.